Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên mình phải vẽ hình ra cho dễ hình dung nha. Đây là trục OXY. Chúng ta biết có 5 điểm trên trục OX giả sử như thế này. Và 8 điểm trên trục OY thì nó như thế này. Thì chúng ta biết chọn ngẫu nhiên 3 điểm trong 14 điểm. Thì chúng ta biết tổng số cách chọn ở đây. Đó chính là C3 14. Đã bao gồm điểm O luôn. Ở điểm vị trí này luôn nè. Thì chúng ta bấm máy tính cục này ra. Thì chúng ta có 364 cách. Tiếp tục, trường hợp thứ nhất, đó chính là mình chọn một điểm ở trên trục OY, một điểm ở O và một điểm trên trục OX. Thì chúng ta tạo thành một tam giác vuông. Thì chúng ta có là 5 x 8 x cho 1. Trường hợp thứ hai, mình chọn hai điểm trên trục OX và một điểm trên trục OY thì nó sẽ tạo thành một tam giác. Thì chúng ta sẽ có là C2 5 nhân với lại số C1 8. Trường hợp thứ ba cũng tương tự. Chúng ta chọn hai điểm trên trục một điểm trên trục OX và hai điểm trên trục OY. Nó cũng tạo thành một tam giác luôn. Thì chúng ta có C1 5 nhân cho C2 8. Thì chúng ta bấm máy tính tất cả các cục ở đây. Chúng ta ra cái cục này là 40 nè. Cục tiếp theo. Chúng ta ra 80. Cục tiếp theo. Chúng ta ra 140. Như vậy chúng ta có xác suất ở đây sẽ bằng 40 cộng 80 cộng 140 chia cho 364 là 5 chia cho 7. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.